cùng trao nhau lời chúc yêu thương. Tết ơi Tết à, Tết là phải đi về nhà. Tết có băng càm với khóm với quýt. Là bên đây là một cái liều dồi là chắc là một cái gì theo mà mày giáo dồi chưa cơ. Bây giờ em mua xong á là em vậy em sẽ chân em sẽ sắp xếp vào. Dữ lắm luôn. Bây giờ mình vô đây á, mình sẽ mua những cái loại mà những cái này thì về mình cắm cái này á. Bây giờ mình sẽ mua những cái đồ dụng cụ về mình cắm, mình sẽ cắm một cái chậu hoa để trên lồng vật rất là đẹp. Bây giờ mình mua những cái đồ dụng cụ nè, bây giờ tụi mình gắp nó vô. Mình phải tự rửa chân nha. Trái khóm nè. Cái này là trái khóm mình nha. Rất là đẹp. Nán khoa sao mà mai hả? Ít chín nữa hả? Ít khơ. Cái trái này là trái bí nha, bí gỡ của mình. Mấy ờ qua trái khăn khăn. Chén cho ta mấy ờ bay co với cho ta. Trái bí người ta có. Có sao? Là bánh tăng, bánh mà bông lan. Ở ngoài Đài Loan người ta cúng là người ta sẽ cúng bông lan. Với cái này là quy nha. Quy ở nhà em có làm sẵn rồi, không có mua. Người ta cúng kẹo bánh đó, nó khác hơn Việt Nam mình. Đây, cũng là kẹo bánh. Cái này là người ta cúng kẹo bánh. Kẹo ở Đài Loan người ta ưa kẹo lắm. Người ta thường thường ăn là kẹo không à. Đông dữ lắm, đông người ta mua bánh kẹo. Cái chợ bánh kẹo bên đây nó đông như vậy đó. Người ta cúng ở Đài Loan, người ta ưa chuộng là Tết đó, người ta sẽ mua kẹo. Là nhà người ta sẽ đãi kẹo mình không à, ăn cho nó ngọt cả năm đó. Hôm nay á, em mua trái khóm. Dạ, trái này là trái cam nha. Cam này nó rất là bự luôn, nhưng mà nó chua lắm. Không có ăn được, cúng xong là chỉ có bỏ ra. Không có ăn được, nó chua lắm. Nhưng mà người ta chỉ là mua để nó trưng cho nó đẹp, nó thay thế cho giống mình. Không, trái khóm người ta cọp như vậy rất là đẹp. Bây giờ em mua cái giỏ này là cái giỏ bơm về em sẽ sắp xếp vào cái bịch này. Em sẽ trang trí nó. Mình trang trí cũng như là một cái đĩa trái cây cho nó đẹp. Còn tối nay rước giao thừa. Ở bên đây rước giao thừa người ta rước bữa 29 chứ không rước là 50. Đẹp lắm. Bây giờ mình gọt ra cho nó sạch hết rồi. Mình rửa sạch xong rồi mình sẽ chắc vô. Nếu mà chắc nó bị lớp á, mình sẽ lấy cái keo mình dán. Mình mới được để lâu đóng hơi gió á, nó sẽ em cứ trang trí gì trái cây cho cả nhà xem nha.
Bây giờ em sẽ bắt đầu dán những miếng bánh nha. Bánh vô, ông có khéo nhưng mà dán thì cũng coi được. Bây giờ chuẩn bị dán. Dán một cái hộp bánh đó mình không cần phải đi mua. Ở ngoài ở Việt Nam mình nó dán sẵn như ở Đài Loan mà không có dán. Mình phải tự nhà mình dán. Mình mua bánh trong nước ngọt thì nhà dán. Bây giờ em sẽ dán cục ca vào bánh. Nó có cái đế sẵn. Giờ em cũng hoàn thành một cái đồ bánh này nha. Chỉ làm đơn giản thôi nhưng mà mình thấy cũng đẹp đấy, thấy không? Bánh này để anh làm trưng trên bàn phẳng. Bây giờ em sẽ cắm lại cho các bạn. Rất là đơn giản luôn nhưng nó đẹp lắm nha.
bình bông em làm xong rồi hoàn thành được hai cái bình. Năm nay là em cúng bông qua và trái cây chứ không có cúng mâm cơm. Cũng chúc ông bà cô chú một năm mới được nhiều may mắn nha. Dạn sự như ý, công việc luôn luôn được thành công. Năm nay em đón Tết đơn giản, không có cúng mặn, cúng chay, cúng bánh với cúng chay. Năm nay không có nấu gì hết. Bánh rất là ngon nha, trang trí rất là đẹp. Năm tới em sẽ về Việt Nam, em đón giao thừa, em sẽ chia sẻ sẽ khác hơn ở Đài Loan nha. Năm nay em sẽ chia sẻ Đài Loan cho cả nhà xem. Năm tới em sẽ về, em sẽ đón giao thừa ở Việt Nam cùng ba em. Lâu lắm rồi không có được ăn Tết ở quê. Năm tới em sẽ về. Ở Việt Nam mình hay thường thường đón giao thừa hay mua bắp. Người ta nói là chắc ăn như bắp. Lạnh quá cho lạnh luôn. Bữa nay thời tiết rất là lạnh luôn. Đài Loan thường thường Tết ít lạnh lắm, năm nay lạnh. Nên chắc là ở nhà chùm mền. Giờ em bye bye cả nhà nha, cũng chúc cả nhà một năm mới vui vẻ, ăn khang thịnh vượng, ai ai cũng được đầy một năm đầy sức khỏe và công việc được suôn sẻ, luôn luôn được thành công. Chúc anh chị nào ở Đài Loan thì ăn một cái Tết vui vẻ, ở Việt Nam cũng vậy. Ở xa quê thì ăn Tết nghĩ là nó không có vui bằng ở Việt Nam mình. Con em bữa nay thức sớm, hai đứa tâm sự. Bye bye cả nhà nha. Em nói chuyện ra khói luôn. Ôi ôi nó lạnh. Quá trời lạnh luôn.